ngày 27 tháng 5, Thánh Augustino thành Canterbury. Thánh Augustino là tác nhân của một con người vĩ đại hơn chính Ngài. Đức Giáo hoàng Gregorio cả, trừ các tu sĩ Ái Nhĩ Lan, hoạt động truyền giáo không hề được biết đến tại Giáo hội Tây Phương. Và chính Đức Giáo hoàng Gregorio cả làm sống lại phong trào này. Khi làm bề trên tu viện Thánh Andre, Ngài đã muốn sang truyền giáo tại Anh, nhưng vì được đắc cử giáo hoàng nên phải từ bỏ ý định. Nước Anh đã được đón nhận đức tin từ thế kỷ đầu. Nhưng rồi cuộc xâm chiếm của dân Saxon vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6 đã làm cho đức tin công giáo bị phai mờ. Dịp may đưa tới khi Ethelbert, tiểu vương miền Kent phía nam nước Anh, thành hôn với người vợ công giáo là công chúa Bede và còn tiếp nhận một giám mục xứ Gaul vào triều đình. Năm 596, Đức Giáo hoàng Gregorio sai tới Anh quốc một tu sĩ. Augustino lên đường với 40 tu sĩ. Khi tới miền nam xứ Gaul, họ bị khủng hoảng và sai Augustino trở về Roma xin Đức Giáo hoàng gọi họ trở về. Đáp lại, Đức Giáo hoàng đã đặt Augustino làm đan viện phụ và bắt mọi người trong nhóm phải vâng phục Ngài. Với quyền hạn này, Augustino vẫn còn truyền giáo tới đảo Tanet. Thoạt đầu, Ethelbert được rửa tội và bàn định với Đức Giáo hoàng một dự án chuẩn bị tái lập tòa giám mục từ Canterbury tới London và thiết lập một giáo tỉnh khác ở York. Theo chỉ thị của Đức Giáo hoàng Augustino di Arles, để thụ phong giám mục do tay Đức Tổng giám mục Vigil đại diện tòa thánh ở xứ Gaul. Nhiều biến cố dù ngăn trở những dự tính trên, nhưng diễn tiến trong cuộc truyền giáo vẫn tiếp tục cho tới khi Thánh Augustino qua đời khoảng năm 605. Thất bại duy nhất của Thánh Augustino khi Ngài tới nước Anh vì nỗ lực hòa giải với các Kitô hữu miền Wales nhằm thuyết phục họ nhận cách tính ngày lễ phục sinh của Roma, sửa lại vài điều bất thường trong nghi lễ và phục quyền Ngài. Thánh Augustino mời các vị lãnh đạo giáo hội xứ Wales tới họp, nhưng lại gây cảm giác bất lợi vì Ngài đã ngồi yên khi họ tới gặp Ngài. Hình như việc này cũng làm cho Thánh Beda mất thiện cảm nữa. Thánh Augustino không phải là một nhà truyền giáo anh hùng nhất, khéo léo nhất, nhưng Ngài đã thực hiện một công cuộc vĩ đại, là một trong số rất ít người ở Gaul và ở Ý thời đó sẵn sàng từ bỏ mọi sự để ra đi rao giảng tin mừng cho những miền xa xăm.